Mọi người ơi, hôm nay mình lên vườn thăm vườn mãng cầu nhà mình, nghe coi mãng cầu nhà mình trái nó như thế nào, là mình chuẩn bị vài hôm nữa là mình sẽ cắt cho mọi người nha. Ai muốn đặt mãng cầu thì vô đặt để nghe này, trái mình bự lắm rồi đó. Ô, trái này còn bự nữa. Để mình dẫn các bạn thăm vườn mãng cầu nhà mình nha. Đây, đây là vườn mãng cầu nhà mình. Ôi, trái bự lắm rồi, dễ thương lắm rồi. Đây là trái đợt 2 nha mọi người. Cái này là gần Tết là vài hôm nữa mình sẽ bọc. Rồi gần Tết nữa thì mình sẽ thu hoạch đợt 2 này nha. Đây, mình dắt các bạn thăm vườn nhà mình. Đây, vườn nhà mình nha. Ôi, trái nhiều lắm luôn, dễ thương lắm, nhìn rất là thích luôn. Nếu mấy bạn có xuống Đài Đông mình á, có thể lại vườn mình thăm vườn mình nha, mình có thể dắt các bạn lại vườn tham quan vườn nhà mình cũng được. Ôi, trái bự quá trời ơi. Ôi, mình không ngờ trái mau lớn như vậy luôn á, quá trời luôn. Đây, đây mình chia sẻ clip này cho mọi người biết nha, để mọi người có thể nghĩ đến như mua mãng cầu, trái na dứa dứa của Đài Đông mình nha. Đây là mãng cầu này là đặc sản nha các bạn, đặc sản của Đài Đông mình nha. Ôi ôi, bữa nay mình lên vườn mình thấy đẹp quá trời luôn. Này, thăm vườn nếu mà vài hôm nữa là mình sẽ có cắt rồi nha các bạn. Các bạn cứ đặt hàng nha, các bạn cứ vô đặt hàng cho mình rồi mình sẽ ship cho các bạn nha, toàn Đài Loan nha. Mình bên mua mãng cầu bên mình là phí cước này, phí cước là mình bao cước nha các bạn, mình bao cước. Nè, em chia sẻ lên hội nhóm không ai, chưa ai coi. Này là chia sẻ hội nhóm.